Không được đâu, sao mẹ vội ký hợp đồng với người khác vậy chứ? Mẹ ơi, thiếu tiền con sẽ chuyển tiền qua cho mẹ. Mẹ đợi đi, con chuyển tiền qua cho mẹ là được chứ gì? Mấy giờ ký hợp đồng vậy mẹ? Ba giờ. Con chuyển 10 triệu qua trước. Được rồi, con biết rồi mẹ. phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Tây ba quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. À, bây giờ lên máy bay hả? À. không được mà mình đã bán cổ phiếu đi rồi trong vòng nửa tiếng phải gom đủ 10 triệu quân đó chắc chắn hôm nay anh mình về sẽ có tiền mà nên chuyển qua cho mình trước đi ha cảm ơn nhiều lắm nha còn bảy triệu quân nữa biết tìm đâu ra bây giờ anh nói seri return sao không phải bên đó liên lạc với mình trước sao họ không tới cửa hàng mà tới thẳng văn phòng luôn trực tiếp đánh thẳng vào trong giữa trái tim của địch luôn. <laughs> còn không phải giám đốc nữa chứ, chỉ là một trợ lý. Ờ, à, khoan đợi đó, tôi sẽ tới đó gặp, kể ra. À, không phải lúc nãy chủ tịch đã gọi anh sao, sao anh còn đi nữa? Không phải chủ tịch có cuộc họp quan trọng, sắp trễ rồi đó, anh ăn xong rồi đi nha. Nhưng mà mỹ phẩm xeo tên đó, đâu có gì phải bàn với họ nữa, anh tới đó từ chối thẳng họ đi. Đừng lo nữa mà, con là ai chứ hả? Hành ca dông của xeo nha, 10 triệu quân hả? Chuyện nhỏ như con thỏ. <laughs> Được, sẽ chuyển 10 triệu quân qua mau thôi, anh là trợ lý xin đúng không? Dạ, tôi là trợ lý hành ca dòng của Seo Thơ nè. Ngồi đi. Trước tiên. Mời anh coi bản tin này trước. Lần này sản phẩm của công ty chúng tôi đã nhận được lời mời. Có luật nào quy định nhận được lời mời vô triển lãm thì được vô tiệm miễn thuế của chúng tôi? Yeah. Công ty chúng tôi là công ty duy nhất sản xuất mặt nạ LED ở châu Á cho nên được mời. Tới mỹ phẩm YB cũng bị loại nữa đó. Đừng nói, cùng thuộc tập đoàn cho nên anh thiên vị bên đó, không cho công ty chúng tôi vô nha. Công ty mới mở, không thể chỉ vì một dòng sản phẩm tốt mà vô được chúng tôi anh đợi tuần lát ha đồng hồ cặp bên tôi à dạ <laughs> à, anh tôi đã mua tặng cho tôi đó tôi sẽ để lại tài liệu và bài báo anh làm ơn đọc kỹ rồi suy nghĩ lại giùm tôi đi ha lúc nãy nói đồng hồ cặp tôi nói chơi thôi có gì mạo phạm tới cô hay sao đâu có Ngược lại anh đã giúp tôi đó chứ Đồng hồ này mắc lắm đúng không Nó bán đi được bao nhiêu vậy hả Hả Còn giấy bảo hành tôi sẽ gửi bưu điện qua sao nha Tôi mới đeo có hai ba lần thôi à Có thể nào mua giá 7 triệu được không vậy Làm gì tới giá đó chứ cộng luôn cái này được chứ cô tính đi chân không về hả <laughs> ơ ờ, ừ, làm sao đây à, à, thành thật xin lỗi cô à, không sao đâu cũng tại tôi lơ đễnh à, không sao đâu anh đừng để tâm à, cảm ơn cô anh không cần phải ấy nấy lát nữa là khô liền thôi mà thật lòng xin lỗi cô nhiều lắm cũng tại tôi không chú ý nữa à. anh muốn uống nước cam không à có nhưng không biết trong buổi triển lãm phải tôi đã làm nhân viên ở đó tên của tôi là can sena à. tôi là tôi biết rồi anh han du yon à. cảm ơn cô vậy mà tôi tưởng cô sống bên nước ngoài mới về phải lần này là lần đầu tiên tôi quay về nước giờ trong lòng tôi đang thấy khá hào hứng <laughs> à được gì vậy? không phải đổi nhà cung ứng rồi chứ? bộ dạng mình cũng có hơn gì đâu. Tại sao không thể giao hàng cho tôi được chứ? À, chúng tôi đã giải thích với chủ xưởng rồi mà, nếu bên các cô không thể đổi chất liệu nắp hũ tốt hơn được, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng mỹ phẩm trong hũ. Cô có chắc hũ của các cô đạt chất lượng hay không hả? À, chẳng lẽ cô nghi ngờ chúng tôi sản xuất đồ không chất lượng sao? phải Đúng là hữu của chúng tôi rồi Tôi là giám đốc không có ở đây theo dõi Nhưng mà chúng tôi làm việc rất nghiêm túc Nếu vậy Ai phụ trách câu sản xuất ở đây Ông chính là trưởng phòng của chúng tôi Đánh lộn giỏi lắm đó Lại lại nó đi

chắc người vì tiền cho nên làm vậy đúng không hả đợi giao hàng xong rồi sẽ có tiền trả cho các người mà nè cô biết họ thiếu chúng tôi bao nhiêu tiền không có mấy cái hũ thì bán được mấy đồng bạc không tránh ra thì đừng có trách nha đâm luôn đi ừ, 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 ừ. nếu không thể giao hàng cho chúng tôi thì cái xưởng này sẽ bị phá sản luôn á <laughs> đừng đứng đây nói lảm nhảm hoài nữa tránh ra Đập đi. Không phải muốn đập hết sao? Hay để tôi. Tôi đập giúp cho. Hả? Trời trời ơi, ơi, đập, 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 đập đi. Hả? Đập nát hết đi. cái thằng này. Không hả? Được rồi. Tốt thôi. Mấy anh em. Bắt đầu buổi tiệc. Từ bây giờ. Cho tới lúc nhận được tiền. Tụi tao sẽ ở đây không có đi đâu dù chỉ một bước. Tụi bay tự coi mà làm đi. Nè. Muốn ở lại thì ở đi nhưng không được cản trở công việc của chúng tôi. Hả? <laughs> Đúng là hết nói nổi mà. <laughs> Dọn dẹp đi. Anh nói gì? Ai cho anh tự ý đập bể hàng như vậy chứ? Cái đó là tài sản của công ty chúng tôi mà. Chưa giao hàng thì nó vẫn còn là của xưởng chúng tôi. Mà hơn nữa, ai nói với cô không giao hàng cho bên cô thì xưởng chúng tôi phá sản hả? Không phải. Bên đó có camera mà. Sao anh không báo cảnh sát tới giải quyết đi? Tự đập bể hàng của mình như vậy mà anh coi được á hả? nếu công ty cô mà còn không đổi nắp hũ khác đi, toàn bộ hàng có cho vô nấu lại cũng không giao. <cười> <cười> nắp hũ công ty mình bị sao đâu chứ? Kết quả kiểm định đâu có nói gì đâu. rồi nhanh lên nha ờ khoan đã để coi cái này hình như hơi mỏng đó đúng quy cách mà không đúng đâu hơi mỏng đó kiểm tra lại giùm tôi đi <laughs> anh biết nếu giao hàng trễ thì phải đền bao nhiêu tiền không hả nghe rõ đây cũ là do xưởng chúng tôi sản xuất sau khi cho đổ mỹ phẩm của công ty mấy cô vô rồi dùng ba cái nắp không chất lượng đẩy nó lại thời gian lâu sản sinh ra chất làm hại sức khỏe người khác lúc đó ai là người chịu trách nhiệm chính bắt xưởng chúng tôi gánh họa thay mấy người sao ừ. 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 dạ chào ông chủ xưởng Giờ chúng ta phải cho kiểm định lại nắp hũ mới được Nhưng mà họ nói là không thể giao hàng cho chúng tôi Người phụ trách là dân xã hội đen không nói được Được Tôi sẽ lấy tài liệu bên này về trước Ờ Ờ, giải quyết xong hết rồi Sao lại có loại người như vậy chứ Được, sẽ chuyển 10 triệu quân qua mau thôi Chuyện nhỏ như con thỏ à. Ờ <laughs> Cái gì mẹ cậu đã gọi điện nói với ba mình rồi hả ôi à, không được đâu làm vậy chết chắc đó cậu mau cản mẹ cậu lại đi Gọi rồi hả con gái yêu ca cảm ơn quý khách À tạm biệt à. gì nha À, lần sau lại tới ừ, nữa nha chắc chắn tới nữa ờ à, được rồi ủa ông tới tìm tôi sao à, đúng vậy không tìm bà tôi tới chỗ quỷ quái này để làm cái gì ừ. nghe nói bà cũng đã lấy chồng khác rồi Ông còn có con riêng có đúng vậy không? Han Su Trang tôi với ông Ly Dị cũng đã 15 năm rồi nói chuyện giữ ý tứ. Tôi còn nghe nói ông già đó chỉ sống được mấy năm là chết rồi có đúng không? Thôi đi, ông biết rồi còn nói làm cái gì nữa. <laughs> Tại sao quán của bà lại lấy tên là quán ăn chay đông? Nghe nói là tên của bà vợ trước của ông, vậy còn lấy đặt tên vô quán. Ông tới đây làm cái gì? Nói thẳng vô vấn đề chính luôn đi, có phải là gì? Tôi lấy tiền của Kayon hay không? Bà đã lấy tiền của nó từ khi nào? Với lại đã lấy bao nhiêu rồi hả? Ba tháng trước đây, Tôi mượn nó 4 triệu Hôm nay mượn 10 triệu cái bà này Thiệt không ngờ mặt của bà dày thiệt đó nghe Bà có lương tâm không vậy chứ Bà nuôi tụi nó được ngày nào mà sao có thể lấy tiền nó chứ Bà đã nói gì mà tới mức nó phải đem bán đồ đạc đang mặc trên người vậy Ông nói cái gì mà lung tung quá vậy Nó nói tiền đó là nó để dành mà Nó nói vậy mà bà tin được sao Được rồi cứ coi như nó là thiệt đi hả Tiền tôi cho cả dòng xài bà dựa vô gì mà lấy đi hả Lúc tôi bị phá sản còn bị bắt, lại bị tạm giam, bà chỉ biết lo cho bản thân của mình à. Đòi ly dị xong bỏ trốn đi, bỏ từ nhỏ, giờ bà có cái quyền gì mà về đây cầm số tiền đó? Ờ, ờ, gì, ờ gì? mời quý khách vô, mời quý khách vô trong. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, ông về đi. Không được. Nè, bà về đây đã không giúp được gì cho tụi nó Thì đừng có mà mặc dày đi nhờ giả tụi nó Thôi được rồi, đi ra ngoài đi Ra ngoài, mau lên Ra ngoài giùm đi bà trời ơi Mau đi đi bà sống như vậy hả sao sống mà có thể ích kỷ tới như vậy ê trời Ba. Dạ con nghe ba. Đừng có gọi ba là ba nữa. Mụ còn điên rồi hả? Nếu không sao con có thể gây ra chuyện đó hả? Tiền nhiều quá không có chỗ xài cũng không được đưa cho bà vậy hả? Dù một đồng cũng không được đưa. Vì chứ quán ăn chê đông sao Thiệt là tức chết đi mà Mà đã tới gặp mẹ con sao Đúng vậy Còn quậy chỗ đó không ra gì nữa sao hả Ba Với ba thì đó là người ba ghét Nhưng vẫn là mẹ ruột của con mà Vậy sao Vậy thì từ bây giờ Con đi mà sống chung với mẹ ruột con đi Lập tức dọn ra khỏi nhà ba ngay Cũng đừng tới công ty nữa Lại đi kiếm nhà đầu tư sao? Giao hàng cho xe rì tinh nhận tiền Làm vậy không được à? Bên họ đang cho kiểm định lại Chờ hai ngày nữa còn sao đã Trưởng phòng Duong Lúc nãy có điện thoại gọi tới tiệm anh đó Hình như là từ nước ngoài Chào mừng Cang Sena. Này. Nhờ anh mà tôi bớt buồn khi đi trên máy bay. Tôi cũng vậy. Anh hai! Ờ? À. vậy thôi à ờ à, à, xin lỗi nhiều nha à, dạ dạ xin lỗi lại gặp anh nữa rồi ờ à, uh, tôi xin lỗi nha giờ tôi có việc phải đi trước xin lỗi nha <laughs> anyway, sao lại có loại người như vậy chứ em quen với người đó sao trưởng phòng sự kính hoa gan đó đúng là bất lịch sự mà vậy thôi người đi ra cùng với cô là ai vậy với cậu thanh niên mà cô trốn theo đó là ai bây giờ chúng ta đi đâu đi chắc không phải tưởng về nhà đó chứ hey, đừng có hồng hôm nay thì tạm ở khách sạn một đêm sáng mai cô đón chuyến bay sớm nhất về đi có phải vì cô nghe tin phu nhân qua đời nên mới về đây không cuộc đời của ba cô tới giờ vì ai mà không được sống thoải mái chứ Mà đi đăng ký thẻ căn cước cho tôi sau đó thì làm cặt điện thoại rồi đăng ký thẻ tín dụng luôn cho tôi hey, thiệt tình lời của tôi nói như gió bay hả nói chuyện với tôi phải dùng kính ngữ nhưng mà sao quần áo em lại thành như vậy em có chuyện này chuyện gì anh có nhớ cái đồng hồ mà anh tặng cho em hồi trước không Em bán rồi. Bán cả túi với giày đang mang luôn. Sao chứ? Như hồi nãy, em bị ba phát hiện ra rồi chửi một trận đuổi ra khỏi nhà luôn. À... Vậy nên mới biến thành vậy á Bởi vậy mới nói Sao em không nói cho anh biết chứ Tại ở nhà mình Mẹ là điều cấm kỵ không được nói mà mình con vô nhà thôi còn cô hành ca dông tài giỏi đó thì mau tới nhà mẹ ruột của cô mà sống thoải mái đi ừ. làm gì vậy gọi taxi chứ gì nữa à, sao tới giờ em cũng vậy nữa vô nhà xuống nước năn nỉ ba đi thôi khỏi em cũng đã tính là sẽ dọn tới ở chung với mẹ tại dạo này mẹ rất hay bị đau lưng à. anh đừng có giày mà em không sao đâu em nói thiệt á Ba làm gì vậy Sao đuổi em ấy đi Ba quá đáng thật đó Cái gì mà quá đáng chưa Bực quá Thiệt tình hết nói nổi rồi hả Bán luôn đồ mặt Nó học ở đâu ra mà có cái thói đó vậy chưa Dạo ừ. này tụi nhỏ đều như vậy hết mà Cũng đâu phải em ấy lấy tiền công quỹ đâu Vậy nên nếu nói chính xác Em ấy không hề gây ra lỗi gì hết Nè Có phải là ba đang nói chuyện đó đâu hả Rõ ràng là nó biết ba ghét cay ghét đắng bả tới giường nào rồi mà bực thiệt mà càng nghĩ càng thấy tức chết đi được à ừ. Vậy rồi sao Ba tính đuổi em ấy qua đó luôn hả? Ủa ba điên sao mà lại đi đuổi nó qua đó ở? Giờ mà chúng ta không tìm cách để ngăn chặn nó lại thì sau này nó lại đi lấy tiền đưa cho bà nữa cho mà coi. Bà như cái túi không đáy biết khi nào mà đầy. Mà sao con lại đi vô nhà ăn giày, không đưa nó qua đó, sẵn tiện coi bà giờ sao luôn. Con thiệt không muốn biết mẹ con hiện giờ đang sống ra sao hả? Ba ngủ sớm, bây giờ một đứa thì biến thành người khát khao được có mẹ bên cạnh một đứa thì lại biến thành người lãnh đạm Ô, trời. với lại anh đưa cái này qua cho phòng đối tác của cửa hàng miễn thuế Ồ, không phải nó từ chối rồi sao sao vậy họ đã thắng được công ty con của mình sao có thể không cho họ vô <laughs> vậy thì tôi không biết nha chuyện này trưởng phòng tự chịu trách nhiệm đó nếu giám đốc càng biết được chuyện này thì anh tính làm sao <laughs> đã đưa tới khách sạn rồi

ờ em nghe chị em đã nói tìm giám đốc bác nói chuyện mà ừ ờ đây đây món này cũng được chuộng lắm nè dạ anh có muốn ăn đồ ăn thêm không không ngờ ba lại tới tận đây để tìm mẹ. Chắc ba giận lắm đúng không mẹ? Ông có chửi con không? Ừ, dạ có. Tại con đã làm sai rồi mà. Con không có tiền thì cứ nói là con không có tiền, làm như vậy mẹ thành cái gì? Ôi, thà mẹ bị người dân chửi còn hơn để Han Su Trang tới đây sỉ nhục mẹ như vậy. Ôi, mẹ thấy xấu hổ chết đi được, thiệt tình à. Thì, cũng đâu phải là mình ba con thành công đâu. Chính mẹ cũng kiếm được nhiều tiền chứ bộ. Đúng vậy, ai nói chỉ có một mình Han Su Chang ổng đã thành công thôi, con mau ăn đi. Ừ, bởi vậy con mới nói. Từ hôm nay con sẽ dọn tới ở chung với mẹ. Con bị ổng đuổi ra khỏi nhà sao? Làm gì có, tự con dọn ra ngoài thôi. Với lại con thấy mẹ cũng cần con tới giúp đỡ mà đúng không? Con sẽ cùng mẹ nghĩ ra món mới. Với lại trang trí lại cái quán này nữa. Ừ. Mẹ đi đâu á? Con mau ăn đi. xin à. lỗi làm phiền có ai ở nhà không à nợ quá chưa đông làm gì mà ngày nào cũng về trễ quá vậy hả mẹ? Con đừng có làm vậy, mau về nhà đi. Về mà sống chung với Hanh Xuân Trang. Con mà dọn tới đây ở, chỉ có làm mệt tới gãy lưng mà thôi. Mẹ, con thật sự muốn dọn về đây ở với mẹ mà. Con còn phải lấy chồng nữa. Bởi vậy mới nói, trước lúc đó mẹ con mình cùng sống bên nhau. Nên con phải sống chung với ba con mới kiếm được người chồng tử tế giàu có được chứ. Nè, chị đang làm gì vậy? Nhiều nó không biết hả? Hành lý của tôi chứ gì nữa? Với lại hơn nữa, cậu không thắc mắc tại sao quán mình thành ra như vậy hả? Không phải chị giỏi lắm sao, giải quyết rồi mà. Vì vậy cho nên, chị bỏ chút tiền ra rồi tính ở đây luôn sao? Ai cho phép chị hả? Ai cho phép chị vậy? Chị con sẽ đi về mau thôi. Dạ, mời quý khách vô trong. Con mau vô lấy menu. Còn con, Mau đi, về mau lên, về đi. Nhanh lên. Mẹ ơi mẹ. Con quỳ xuống năn nỉ thì con cũng phải về lại căn nhà đó ở. Mẹ sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho con. Mẹ à, mẹ. Chỉ ở một đêm thôi mà mẹ. Con, mà ở với mẹ chẳng có lợi ích gì hết. Con muốn được ngủ chung với mẹ. 15 năm, năm rồi chưa được ngủ chung lần nào hết à. Người mẹ như mẹ, thà không có tốt hơn. Xin lỗi con. Mẹ! Đêm hôm khuya khoát mẹ bắt con phải đi đâu chứ? Con không có chỗ nào để đi hết á. Mẹ! Sau này đừng có kêu tôi là mẹ nữa. Nhân cơ hội này đoạn tuyệt luôn đi.